Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy cắt gỗ ha, của đến từ thương hiệu Cây Dân. Mẹ sản phẩm là CS-7CB ha anh chị ha. Và thương hiệu Cây Dân là thương hiệu đến từ Hàn Quốc ha, 100% tại Hàn Quốc. Và máy được bảo hành trong vòng 6 tháng. Bên cạnh đó đi kèm với máy hãng cho chúng ta một catalog hướng dẫn sử dụng máy ha. Và một cái thước nè, một cái thước ha, một cái thước đi kèm với máy và một cái bộ khóa thôi ha, bộ mở khóa và một cái lưỡi ha, lưỡi cắt gỗ đây, lưỡi cắt gỗ được tặng kèm này ha anh chị ha. Đây thì sử dụng đường kính là 185mm ha. Tốc độ đây, tốc độ của lưỡi đây là sử dụng được cho tốc độ máy là 7.000 vòng ha, 7.000 vòng trên phút. Rồi tiếp tục thì tới với nhân vật chính của chúng ta thì đây, như anh chị để thấy thì máy rất là đẹp ha. Đây máy rất là đẹp luôn. Ở phía dưới này thì nó có cái bàn ha. Bàn thì được làm bằng hộp kim nhôm, rất là chắc chắn, chịu lực chịu nhiệt rất là tốt. Bên cạnh đó thì cái ốp này mình sẽ canh được cái góc độ ha. Đây nó có thể hiện thị độ cho chúng ta luôn, từ 15 tới 60 độ ha, mình có thể điều chỉnh. Và nó lắp rửa cũng dễ dàng luôn. Bên đây thì nó sẽ có cái miếng hút bụi ha, hút bụi đây ha anh chị ha. Đây là cái đầu ống dẫn hút bụi, nhưng mà máy thì không đi kèm với máy là không có cái túi bụi ha. Rồi tiếp theo đó thì phía sau phần máy thì như anh chị thấy thì đây rất là đẹp luôn, rất là nhỏ gọn. Tay cầm thì vỏ thì được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp đến từ Cây Dân này. Đấy, nó sẽ có cái được tay cầm phụ trên này luôn. Chúng ta cầm nắm và cắt nó hiệu quả hơn ha. Bên cạnh đó thì công tắc bóp đây ha, công tắc bóp có khóa an toàn đây, công tắc bóp. Rồi phần tem in thông số kỹ thuật thì con này sở hữu cái công suất đây, để mình zoom cho nó rõ ha. Rồi công suất thì lên tới 1100W, sử dụng điện 220 anh chị ha, sử dụng điện 220. Thì mẹ sản phẩm CS-7CB ha anh chị ha. Rồi thì vòng tua đây ha, vòng tua thì 5500 vòng trên phút anh chị ha. Đấy, máy rất là đẹp luôn, rất là nhỏ gọn. Bên này thì mình sẽ có cái điều chỉnh được cái lưỡi nữa ha, điều chỉnh cái góc độ cho mình cắt cho nó theo nhu cầu của mình ha. Thì bộ đây là cái bộ phận hộp của phòng máy đây, thì bộ trên bộ phận hộp thì nó sẽ có in hiển thị thông số hết trên này luôn ha anh chị ha. Đây mình sẽ lắp lên trên xem. Rồi thì sử dụng đây, đường kính đĩa là 185 đây, 190 ha, 190. Và công suất là 1100W, tốc độ là 5500 vòng trên phút ha anh chị ha. Đó, được tặng kèm với lưỡi, đi kèm với máy thì có lưỡi hết, đầy đủ phụ kiện luôn, chỉ cần mua về sử dụng thôi ha. Và trọng lượng con này thì nặng khoảng 3,6 kg ha, nặng khoảng 3,6 kg. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị và các bạn một cái dòng máy cắt gỗ ha, đĩa của thương hiệu Cây Dân. Đấy, logo thì anh chị thấy được dập nổi luôn anh chị ha. Và phần thân vỏ thì đây, mình hộp kim nhôm hết, rất là đẹp. Rồi xin nếu anh chị và các bạn có quan tâm về cái dòng máy cắt gỗ đĩa này cầm tay của thương hiệu Cây Dân thì hãy liên hệ tới số điện thoại chỉ cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau.